Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, thấm thoát mà một năm sắp qua rồi, chúng ta chuẩn bị cho Noel ha. Yeah. Noel xong rồi Tết Tây, Tết Ta, rồi sang một năm. Thì thưa quý vị, Hoàng Tuấn đi uống cà phê, nó nghe một cái chuyện mình nghe nó cũng vui vui. Nó ngộ ngộ theo cái người miền Nam đó. Thì có người nói là cái câu nói của Hoàng Tuấn đó mà được có nhiều người lớn tuổi nhắc lại à, mà ta ừ. nói là cái ông mà đọc Báo Vẹm nói đúng là cái Hoàng Tuấn có nói một lần là tới cái tuổi này thì đa số chúng ta thường nghe ủa hình như năm này nó lạnh hơn năm ngoái mà thực sự nó vậy thôi, mà mình lớn tuổi đó sức khỏe mình xuống thì những cái câu đó mà đã được nhiều người để ý người nhớ là ồ cái ông mà đọc Báo Vẹm ông nói cái đó mình mới thấy cái đó đúng á và được nhắc lại trong quán cà phê cho nên là thì quý vị không phải tại vì Hoàng Tuấn cũng thuộc dạng cũng cao niên rồi và lấy kinh nghiệm bản thân. À, chúng tôi có bài báo VN Express bị cắt giảm đường bay du lịch Phú Quốc thêm chật vật. Dạ, tôi xin lỗi, trước khi anh đọc thì chúng tôi không nghe cũng số người về Việt Nam đó. Dạ. Giờ bảo cái ngành du lịch Việt Nam bây giờ cũng vất vả lắm. Rất là vất vả. Rất là vất vả. Và đây là một trong những cái địa điểm du lịch coi như nóng trước đây nổi tiếng Việt Nam đó, Phú Quốc. Dĩ nhiên hai nơi trong miền Nam thì có Phú Quốc và Bắc thì có Hạ Long. Và bây giờ cả hai nữa có Bà Nà. Là Bà Nà với Nha Trang này kia, nhưng mà bây giờ nơi nào cũng rất là khó khăn. Tin từ Kiên Giang, đường bay nội địa đến Phú Quốc bị cắt giảm khiến các công ty du lịch tại đây càng thêm khó khăn. Khách nội địa đến Phú Quốc bằng đường hàng không hiện còn 3 lựa chọn xuất phát từ Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi ngày Phú Quốc tiếp nhận 3.000 lượt khách từ 3 địa phương này. Trước đó khách muốn đến Phú Quốc bằng đường bay còn có lựa chọn đi từ Cần Thơ, Nha Trang, tức là Khánh Hòa và Đà Nẵng, nhưng cả 3 tuyến đều đã dừng trong năm nay. Và đây là khách ở trong nước. Còn khách ở ngoại quốc đến Phú Quốc càng ngày càng ít đi. Những người đã đến một lần họ sẽ không trở lại nữa vì họ nói là chẳng có gì cả. Và thứ hai đó, cái vấn đề mà phát triển đó, biết là sao tự nhiên người ta phát triển du lịch mà toàn xây, người ta gọi bê tông hóa không, nên nơi nào cũng không có một cái gì hấp dẫn, cái những cái nét mà người ta đến, người ta tìm đến thiên nhiên, đến biển là đến với thiên nhiên, thiên nhiên đúng rồi. Vậy nó không còn nữa. Mà người ta nói rằng bây giờ ăn á thì ăn nhà hàng nó còn mắc hơn ăn ở Mỹ về ở Mexico. Người ta đi chẳng hạn bây giờ nếu mà một người Mỹ người ta đi du lịch, ta chọn Mexico, thứ nhất là gần, thứ hai là đồ ăn nó nhiều, nó phong phú mà nó rẻ hơn, cho nên bây giờ những cái mà trước đây Phú Quốc còn hấp dẫn người ta tò mò, ta muốn với Việt Nam như thế nào, muốn bãi biển Việt Nam như thế nào, vân vân và vân vân, thì bây giờ những cái tò mò nó không còn nữa, người ta đến một lần thất vọng, người ta không trở lại nữa. Đúng không vậy? Và đương nhiên nếu mà người quốc họ nghĩ như vậy thì người trong nước cũng nghĩ như đúng vậy rồi, chứ không phải tại vì chẳng có gì hấp dẫn cả. Du lịch, người ta đến du lịch là tìm sự thoải mái, người ta relax, người ta muốn cho nó nghỉ ngơi, người ta tìm cái gì, mà một cái vui chơi hoặc là một cái nơi hoặc là một cái nơi vui chơi hoặc là mà có phải có một cái đặc điểm gì mà ở nhà người ta không có không cái có, tỉnh người ta không có, nước người ta không có, người ta đến còn đến thì cũng thấy những cái building chọc trời cũng chẳng khác gì xây cất cũng chẳng khác gì những thành phố khác cả, người ta đến làm gì mà chặt chém, sợ nhất là cái nào chặt chém. Cho nên là bây giờ cái này không phải chỉ Phú Quốc không, mà chúng tôi nghĩ rằng có thể tuần tới á, thì bị cắt giảm đường bay du lịch Hạ Long thêm chật vật, để đến du lịch Bà Nà, du lịch Nha Trang, du lịch Đà Nẵng vân vân. À, thưa với anh, khi nói tới vấn đề này thì xin lỗi quý vị, chúng tôi dùng cái chữ nó hơi nặng chút xíu. À, một cái đảng, một cái nhà nước nó rất là dốt nát quý vị. Nó dốt nát là như thế nào? Một khi đất nước mình đã có những cái tiềm năng như thế thì tại sao mình không chịu đi nghiên cứu học hỏi những nước mà đứng đâu xa Thái Lan thôi. Người ta đã có ngành du lịch nó rất là phát triển, rất thành công. Và chúng tôi có mấy người bạn đi sang Thái Lan, người ta nói bảo rằng là người ta cũng rất là ngạc nhiên. Thứ nhất á, anh hôm trước có người bạn đưa chúng tôi một cái món ăn, thì hỏi chứ cái tô này anh biết bao nhiêu không, thì nói là 10 đồng. Chúng tôi nói là 10 đồng, ông nói rẻ 10 đồng. Ngọn cười nó không, nó chỉ có vài đô la thôi. Mà tức là người này đi du lịch thế nào nó không tưởng tượng được một cái tô hủ tiếu mà ở Mỹ là 10, bây giờ ở San Jose là gần 20 đồng rồi ha.
Và khi các anh bảo 10 đồng là rẻ, nó không, cái này nó chỉ có vài đô la thôi. Và người ta rất là hài lòng với chuyện đó. Tôi nhớ mấy chục năm về trước đó, tôi cũng có một lần đi ghé ngang qua Thái Lan vài ngày. Thì tôi nhớ là tôi vào một cái nhà hàng thì không phải là nhà hàng lớn đâu, trung bình thôi. Nhưng mà không có sự phân biệt anh. Cái bảng người ta, bảng giá người ta nên biết như thế nào. Người Thái Lan họ ăn cái món đó họ cũng biết là y hệt, nhưng mà kêu cái món đó bị bắt chết thì mình cũng không rành đồ ăn lắm. Mình hỏi cái mấy người họ cũng ăn chung đó, hỏi món nào ngon này để giới thiệu với mình. Họ kêu món đó, mình ra trả cũng cái giá tiền đó. Cái món mà người ta bê ra cho mình cũng y hệt như vậy, không khác gì người Thái Lan có. Và mình cảm thấy mình rất là thoải mái, giống như mình ở nhà mình thôi. Phải không ạ? Thì anh đi du lịch là để làm gì? Anh tìm sự thoải mái. Anh đi du lịch mà anh ở trong cái tâm trạng đối phó thì anh đi làm cái quái gì? Ở nhà cho nó sướng hơn. Ở nhà sướng hơn, chứ mình đi ra đi mua cái gì chẳng biết, lỡ là nó chặt nó chém. Và thưa quý vị, cho nên chúng tôi xin lỗi quý vị, chúng tôi bảo các ông á, các ông là không biết trường lớp nào chúng tôi không biết, các ông là bộ trưởng rồi là thứ trưởng vân vân và vân vân, nhưng mà phải nói các ông rất là dốt, không đi đâu xa cả. Nhưng mà khổ nổi là cái máu của cộng sản đó là nó bị cái bệnh là nó hợm hỉnh, những cái gì nó làm được nó cứ tưởng đâu là nó hơn người ta. Lúc đó nó nghĩ nó cha thiên hạ không à, mà nó không có biết được à, khi mình đi ra đó mình phải biết, mình phải học hỏi người khác. Cho nên là ngay nhất cả... là mình đi sau người ta nữa. Ngành du lịch ở Thái Lan là đã phát triển bao năm rồi, mình là nước mới mở cửa để mới đi du lịch đây, thì đến mình học người ta, mình chưa học người ta là mình đã muốn nhảy đầu người ta mình ngồi đó, rồi. Mà anh còn nhớ cái đây 10 năm 20 năm về trước bắt đầu mở cửa ra một cái, trong tương lai 5 năm 10 năm nữa Việt đây. Nam sẽ qua mặt Thái Lan, Việt Nam sẽ qua mặt Việt Nam sẽ qua mặt. Bắt đầu qua mặt người ta không? Được qua mặt Singapore rồi thế này thế khác. Thưa quý vị, cho nên nếu mà làm việc mà thực sự có cái tâm và có sự khiêm tốn, mình đi ra đời cũng vậy thôi anh hả. Đừng có nghĩ là mình giỏi, ví dụ người ta khen mình, ồ anh nói chuyện hay, anh hát hay, anh đàn giỏi, tức là người ta lịch sự thôi. Tại vì biết bao nhiêu người hơn mình. Mình phải hiểu cái chuyện đó, cho nên đối với cái máu cộng sản là nó không khá nổi. Và thưa quý vị, chúng tôi rất là bực mình cái chuyện như thế này nè. Từ năm 75 cho tới bây giờ là nửa thế kỷ mà rõ ràng là miền Bắc nó vô nó chiếm miền Nam. Và thưa quý vị, miền Nam là một cái mảnh đất trù phú. Anh nhớ là khi sau năm 54 có bao nhiêu bài hát và nắng đẹp miền Nam, những cái bài mà về ca ngợi sự thanh bình, ca ngợi thanh bình của miền Nam, phải không? Mà bây giờ anh đọc bài báo này anh chịu nổi không? Chúng tôi không thể nào hiểu được. Báo Thanh Niên, thất nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long cao nhất cả nước. Đây là một trong những vấn đề thách thức lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long được nêu ra trong báo cáo kinh tế thường niên của đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 vừa được công bố. Tụt hậu so với cả nước. Tại ngày 12 tháng 12 tại Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế thường niên ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì quý vị, tới đây thì mình không thể nào mà chấp nhận cái chuyện này được. Đồng bằng sông Cửu Long ngày xưa đó là một cái vựa lúa. Và thưa quý vị, trong ở miền Nam ấy, từ ở vị tuyến 17 trở vô thì đồng bằng sông Cửu Long là một cái vùng đất trù phú, và đó là tạo nên một cái tiềm lực kinh tế. Và bây giờ dưới cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản, khi ở ngoài Bắc đó thì đất đai không có, vô trong này đất đai của người ta như thế. Thế thì cha con nó thì cũng, nó cứ kiếm nó cứ vơ vét thôi. Nó cứ là nhét đầy vào họng vô túi nó thôi. Chứ bây giờ cả một cái vùng đất như thế mà nửa thế kỷ rồi, mà bây giờ đồng bằng sông Cửu Long là thất nghiệp cao nhất cả nước. Và thưa quý vị, những vấn đề khác nữa, tại sao con gái ở miền Tây xinh đẹp dễ thương hiền hậu như thế mà là cứ đi lấy chồng Hàn Quốc, lấy chồng Đài Loan đó. Bởi vì người ta nghèo khổ quá. Thưa quý vị, bây giờ những người nào cứ binh vực cho Đảng Cộng sản Việt Nam bảo rằng ôi phải nhờ có Đảng, nhờ có Bác Hồ, nhờ có thế này thế khác. Bây giờ những người nào đã từng sống ở miền Nam biết rồi, đồng bằng sông Cửu Long là cái gì, là một cái vựa lúa, một vùng đất trù phú. Thế mà bây giờ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và nhà nước, bây giờ nó trở thành cái nơi mà tụt hậu so với cả nước. Thưa quý vị, nó vơ vét, nó dồn về, quý vị thấy rồi, nó nam mang về ngoài Bắc nhiều lắm. Năm 75 thì nó chở xe kiền nó chở về, cho tới bây giờ nó vẫn vậy thôi. Nó có những cái gì nó vẫn ưu tiên ở ngoài kia nhiều hơn. Nó vô miền Nam để nó vơ vét thôi. Chúng tôi có bài nữa trên báo Tuổi Trẻ, Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Tên quen, thì quý vị cũng biết là ông hả? Trước đây có một quan chức lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Lê Đức Thọ, bây giờ thì ông không còn nữa, nhưng mà tự nhiên ngày hôm nay mình đọc tên ông ấy thì mình thấy chắc là cái người này
thì họ thấy cái tên đẹp đó, họ bắt trước, họ chọn cái tên trùng như vậy. Thì cũng giống như ông Lưu Bình Nhưỡng, giống như Trung Quốc. Ông Lê Đức Thọ bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ án công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam, công ty có tên là Xuyên Việt Oil. Ngày 14 tháng 12, thông tin với Tuổi Trẻ Online, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, lại một quan chức Cộng sản Việt Nam nữa đi tù. Và lại một cái phe nhóm nữa là bắt đầu rung rinh, lại một con dê được mang ra tế thần. Tại vì không có công ty nào mà không làm ăn gian dối, không có công ty nhà nước nào mà không tham nhũng ở trong đó, hối lộ ở trong đó, không ăn tiền, không ruột ở trong đó, không có chỗ nào mà không cả. Tại vì nếu mà không làm như vậy đó, như anh Tuấn hay nói đó, mình sống trong một cái thế giới mà mọi người đều gù lưng, mà mình đứng thẳng thì là mình trở thành cái người khuyết tật pháo ạ. Với lại tôi nói anh ở Việt Nam tôi nói, đã đi vô làm nhà nước mà không có tham nhũng hối lộ thì vô làm quái gì, thì ở nhà thì chứ vô làm gì. Mà đâu phải nói như anh Tuấn, không phải dễ dễ mà được vô đâu, vô là phải mua. Đúng rồi. Mua là phải chạy, Việt Nam có chứ chạy, chạy hay lắm, chạy chức, chạy quyền, cái gì cũng chạy cả thưa quý vị. Rồi mua là phải, và phải khi mà vào rồi là trong cái guồng máy như vậy, anh muốn ăn, hay xin lỗi anh, cho dù anh là người không muốn ăn, anh cũng phải không thể sống được trong cái cuộc máy đó. Tại vì anh không muốn ăn, tức là những người khác ta nhìn anh không ăn và lạc quan là anh bị xử nữa. Anh bị thế nên nó hạ độc chiêu. Mà hai cái buồn cười trùng hợp ở đây á, là khi mà chúng tôi đọc cái bài báo này á, thì cũng trên báo Tuổi Trẻ là dưới họ có một cái tin như thế này. Ông vừa rồi là ông Lê Đức Thọ phải không ạ? Bây giờ là cái tin khác nha. Tin này có trước đây rồi nha, họ đăng lại, tại vì chắc là trùng tên. Cách chức tất cả chức vụ trong đảng của Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Hai người trùng tên thôi, chứ hai người hoàn toàn là khác nhau. Nhưng bây giờ ai có con cái mà là tên thì kêu cái tên Lê Đức Thọ ra. Rồi, lúc nãy anh có nói về cái vụ mà con dê tế thần á. Tôi có bài báo, vì đâu dê lợn lăn đùng ra chết. Dê lợn chết đột ngột chỉ sau vài ngày cấp phát cho người nghèo ở vùng cao Quảng Bình. Nhưng chuyện xử lý sự cố sau đó cũng lắm chuyện để bàn. Thì chúng ta nhớ là trong quá khứ đã có những khi đưa bò giống về cho người ta, dắt con bò đi nó té cái đùng. Thì bây giờ đó, người ta nói, ồ, lý do tại sao mà dê lợn đưa về mà lại chết là bởi vì anh biết là tới mấy trăm con lận anh. 314 con dê, 318 con lợn được cấp miễn phí cho hộ nghèo đã chết đột ngột sau khi đưa về tới tay người dân chỉ vài ngày. Thì người ta bảo là người dân không biết chăm sóc, nghĩa là không có biết cái cách chăm sóc, rồi chuồng trại rồi nó không có đúng điều kiện đấy. Nhưng mà người ta nói như thế này, khi người ta giao dê giống và lợn giống, thế người ta bảo rằng là người ta chỉ bảo hành có 14 ngày thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta không biết có phải là do thời tiết hay là do điều kiện thế này thế kia hay không, nhưng đối với người dân trong nước và đối với tất cả mọi người, khi mà đã đưa tới cho hộ người nghèo nó xảy ra như thế này á, thì chắc chắn là người ta sẽ đặt vấn đề. Là bởi vì tự nhiên thì tại sao mà tôi phải chết một vài con, thì không nói là tới mấy trăm con, thì nhiều khi những con này là nó cũng sắp đi rồi. Nó xin lật léo rồi. Bởi vì thưa quý vị biết, cái cách làm của đảng và nhà nước bây giờ, người dân người ta không có tin được, mà người nghèo này không có điều kiện rồi. Bây giờ mình cho người ta phương tiện để người ta sống thì mình phải giúp người ta đến nơi đến chốn chứ, phải hướng dẫn cho người ta cách, hoặc là mình tạo điều kiện cho người ta để sao mà chăn nuôi nó thành công chứ. Đơn vị cung ứng trả lời rằng lợn chết là do người dân địa phương không biết chăm sóc, chuồng trại là sơ sài, không được giữ ấm, thức ăn không được đảm bảo, khi phát sinh dịch bệnh cũng không được cách ly. Với dê thì do người dân tự làm thịt ăn nhưng vẫn báo là dê chết. Tại vì có những con mà nó, nhưng người ta khi mà nó bị khi mà đem nó về đó anh, nó thấy cơ bộ nó cũng không có sống nổi, người ta làm thịt đó. Nhưng mà thưa quý vị, khi mình đã cung giúp cho người ta như thế thì mình biết là khi người ta mang về đó, đã nghèo rồi mà, thì chuồng trại của người ta như thế nào, rồi thức ăn như thế nào, mình phải biết trước chứ, hướng dẫn cho người ta mình đổ như thế. Nhưng mà nói nhưng mà tóm lại rằng là tất cả việc làm của đảng và nhà nước bây giờ dân người ta không có tin nữa. Bố mấy cái con này sắp đài rồi mới bố mới đưa cho chúng tôi. Và xin quý vị giữ màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo.
Khi bạn để ý đến từng chi tiết, bạn đặt ra một tiêu chuẩn mới. Chiếc Lexus ES 2023 thiết kế theo nhu cầu của bạn. Được 1.500 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 ES 300 Hybrid. Tôi có bảo hiểm healthcare.gov từ nhiều năm rồi. Biết rằng tôi được đại thọ khi đi khám bác sĩ và mua thuốc theo toa là điều quan trọng. Tôi tìm được chương trình bảo hiểm phù hợp cho tôi và quý vị cũng vậy. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản. Kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì bây giờ chúng ta đã nói về chuyện giáo dục. Việt Nam có những cái điều mà nhà nước khác không làm được. Chắc có điều kiện cũng nên về Việt Nam bỏ ít tiền. Chỉ vài triệu đồng, 4 ngày sau đã có ngay bằng tiến sĩ thật. Tiến sĩ bằng thật đấy nha. Đó là lời chào hàng của nhiều đối tượng nhận làm bằng đại học giả với cam kết có thể làm y như thật từ nội dung đến hình thức. Và đây không phải là chiêu gian lận duy nhất được quảng bá rầm rộ. Thì quý vị thấy cái hệ thống giáo dục của mình như thế nào, đất nước mình như thế nào, đảng như thế nào, nhà nước như thế nào, mà bây giờ nó dám lên nó nói là có bằng giả. Và thưa quý vị, khi cái bằng giả này nó để làm gì? Để nó đi làm. Nó làm ở đâu? Làm cơ quan nhà nước. Đố quý vị cầm cái bằng giả này mà đi xin cơ quan tư nhân mình nó nhận cho. Mà chúng tôi không hiểu tại sao nó như thế. Chỉ cần gõ từ khóa làm bằng tiến sĩ trên Google, người dùng sẽ nhận về hơn 76 triệu kết quả chỉ trong vòng 0,27 giây, với nhiều website hiển thị những lời rao có cánh như là làm bằng tiến sĩ phôi chuẩn bao công chứng, hay là nhanh chóng an toàn bao rẻ trên các mạng xã hội như là Facebook. Hiện tượng này cũng sẽ ra tương tự, và cam kết là nhập thông tin lên hệ thống của trường, tức là làm bằng giả nha. Nhưng mà phải nhập thông tin hệ thống của trường. Ví dụ như bây giờ theo chúng tôi hiểu đó, làm cái bằng giả này nhưng mà tới người ta có thể truy cái gốc ra thì nó không có. Nhưng mà truy cái gốc ra thì có luôn. Bởi vì có thể là thâm nhập thông tin lên hệ thống của trường. Họ nhập vào cái hệ thống dữ liệu của trường rồi họ sửa trong đó. Ông Hoàng Tuấn trường đại học này, bấm ủa không có thì bấm trong trường kia nó có luôn. Thế mới là ghê. Thì quý vị, và không phải là chỉ là bằng nào cũng có cả nha. Rồi bằng bản sao có công chứng, rồi nhiều thứ lắm. Và người ta nói là bằng tiến sĩ danh dự nước ngoài cũng mua được luôn. Không chỉ giới hạn ở phạm vi trong nước, người học cũng có thể mua được bằng tiến sĩ danh dự, tức là danh hiệu mang nghĩa tượng trưng, được trường đại học trao cho những cá nhân có đóng góp nổi bật. Từ những tổ chức nước ngoài, nhiều công ty thậm chí đặt tên có cụm là anniversary, xin lỗi quý vị, university, chúng tôi là nhìn lộn là anniversary, tại vì chúng tôi chuẩn bị làm MC cho một cái tiệc anniversary, có cụm là university
để đánh lận con đen, từ đó thu hút khách hàng. Chẳng hạn website của công ty có tên là California Church and University Institute của Mỹ. Khách hàng có thể chọn nhiều cái tên khác nhau, gì cũng có hết á. Rồi International University of mà muốn Interface. Bằng của Anh có Anh, mà muốn Mỹ muốn là có Mỹ phải không ạ? Muốn Pháp là Pháp với cái kiểu này. Muốn mà Đức tối thiểu được. Là phải $2,000 vâng. Để mà có cái bằng tiến sĩ danh dự. Rồi, có nhiều chuyện anh Hoàng Tuấn nói quý vị tìm nơi khác không có, mà đến Việt Nam thì có những cái chuyện vừa rồi là bằng giả đó. Có chuyện khác ở nơi khác nhưng không có, mà ở đây Việt Nam có này. Báo Người Lao Động điều tra về vụ phòng khám vẽ bệnh moi tiền hét giá trong phòng mổ. Khi bệnh nhân phơi mình trên bàn phẫu thuật cũng là lúc nhân viên phòng khám đa khoa tháng 8 báo giá các dịch vụ khám xét nghiệm điều trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Tức là nó cũng nói trước. Hay bảo phòng khám nó cũng nói trước, không nói cái dịch vụ này như là anh chuẩn bị anh giải phẫu rồi, anh đến bàn mổ rồi, nó phải được báo giá. Rồi anh từ chối được không? Kinh hoàng. Quý vị, chúng tôi không hiểu. Dù như thế nào, cái chuyện xấu ở đâu nó cũng có cả. Các nước nào cũng có chuyện xấu, chuyện tốt cả. Nhưng không biết tại sao Việt Nam mình á, giáo dục nó cũng xấu, y tế nó cũng xấu, đồng tiết chỗ nào nó cũng xấu. Điều tra phòng khám vẽ bệnh moi tiền, chiêu thức nuôi bệnh. Không chỉ vẽ bệnh, hay vẽ bệnh. Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu còn dụ dẫn người bệnh điều trị nhiều ngày, chi phí gần cả chục triệu đồng với danh nghĩa hạn chế tác hại của cái dược thuốc. Thưa quý vị, bây giờ người ta không các công tử, cái đó nó có trái lương tâm, nó có làm hại cho người khác, nó là bây giờ người ta không có quan tâm đến cái chuyện đó, người ta không thắc mắc gì nữa, ta muốn làm sao chỉ đồng tiền thôi, đồng tiền trên hết. Anh thấy đối với một cái đất nước mà muốn phát triển là phải hệ thống giáo dục, bởi vì giáo dục nó đào tạo con người mà. Quý vị thấy là giống như ở xứ Mỹ này. Hoàng Tuấn có con đi học rồi mình mới thấy từ nhỏ rồi nó qua các khi mà lên trung học đó rồi các em các cháu nó mới chọn cái ngành nghề, rồi nó tùy theo mỗi đứa nó chọn một cái ngành nghề khác nhau nó thích, nhưng mà ít nhất khi nó học ra đó thì nó phải có việc làm, có cái lương cao lương thấp thôi. Và ngay cả như chúng tôi có đọc một cái tin trên Facebook hồi sáng này là có một cháu là ở Quảng Trị bị khuyết tật, tức là gia đình phải vất vả lắm mới cho cháu đi học được ở Quảng Trị mà bỏ vô miền Nam, vô Sài Gòn, và cuối cùng thì cháu học giỏi, cháu được học bổng qua Mỹ, và bây giờ cháu làm việc cho nước Mỹ, cho một cái công ty của Mỹ. Ở Việt Nam là thì làm gì có chuyện đó. Mà thưa quý vị, bây giờ quý vị cứ nghĩ lấy bằng giả để làm cái gì, lấy bằng giả để cho ai? Chẳng lẽ bây giờ ông xích lô đi lấy cái bằng giả hả? Ông đập xe ba gác lấy bằng giả, cái bà mà đi bán trứng nướng bắp xào mà đi lấy cái bằng giả hả? Tức là những cái ông cũng thuộc là cán bộ đảng viên lấy bằng giả để làm gì? Để mà mới lọt mấy cái cơ quan nhà nước, rồi là thăng cấp. Giống như là hôm trước có cái ông đã lấy bằng giả mà đi dạy đại học luôn. Thưa quý vị, một cái xã hội như thế đó, nó hư từ du lịch cho tới giáo dục cho tới y tế, chả làm được cái tư sự gì cả. Nó phá cái đất nước mình tan nát luôn. Thế mà nó cứ vên vên cái mặt lên, chưa bao giờ đất nước ta có cái cơ ngơi như thế này. Ôi giời ơi, nó trơ trẽn. Báo Người Lao Động kè hàng trăm tỷ đồng Cần Thơ, một bên cười một bên khóc. Kè là tức là một bên thì làm sao người ta cười có lợi, một bên kia luôn cái kè mà một bên kia khóc, không biết người chứ. Dự án kè Rạch Cái Sơn ở thành phố Cần Thơ được đầu tư gần 315 tỷ đồng. Trời. Dự kiến hoàn thành năm 2020, tức là cái đấy 3 năm rồi. 315 tỷ hả? 315 tỷ đồng. Wow. Dự kiến hoàn thành năm 2020. Nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Nó vẫn còn tình dở, tình vẫn còn tình dở dang. Ngày 14 tháng 12, Chi cục Thủy lợi đã khá là như vậy. Ta làm cái gì nó cũng nửa vời, nó cũng là sao nhỉ? Cái này không phải đắp chiếu, đừng có đổ tội đắp chiếu nha. Cái này đang làm nha, có điều làm kỳ. Ở Việt Nam thì những tình khúc gian dở là nó được hát thường xuyên, hát từ năm này qua năm kia, mà từ ở địa phương này qua địa phương khác. Thì anh qua cái việc đó, chúng tôi đây này có một cái bài báo là đây, 1.000 căn hộ cho người thu nhập thấp bị bỏ hoang. Tháng 11 như vậy là dân ta giàu hết rồi. Tháng 11 2009 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận cho công ty cổ phần tư vấn đầu tư nông nghiệp
nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch, rồi tôi nói cái tên tôi đọc là sao mà nhớ nổi lắm luôn. Xây dựng khu nhà dành cho người có thu nhập thấp bên cạnh công khu công nghiệp Điện Bàn, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, với diện tích 18 mẫu, tổng vốn đầu tư hơn 708 tỷ đồng, 1.000 căn hộ, rồi về sao xong rồi nó bỏ. Tức là tại vì nó xây không có xong, nghĩa là dự án thì không có bị vướng giải phóng mặt bằng, thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ và được hưởng nhiều chính sách như hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng. Nhưng mà sau 14 năm cấp thủ tục, đến nay chủ đầu tư mới xây dựng được có 3 khu nhà chung cư đều đang dang dở nhếch nhác. Trong đó 2 khu chung cư xây dựng thô, 1 khu gần hoàn thiện. Hệ thống hạ tầng đường mương thoát nước còn ngổn ngang, các con đường trong công viên dự án chưa được làm nhựa. Nói chung là còn bỏ hoang. Mười mấy năm sau. Và tại cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân Quảng Nam khóa 10 ngày 6 đến ngày 8-12 đó, Thanh tra tỉnh cho biết đã phát hiện các sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định 14 năm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam để xử lý. Thì quý vị, 14 năm xe như thế mà bây giờ mới phát hiện các sai phạm. Người dân trong nước người ta than phiền nhiều về cái điện tăng giá hàng năm, làm cho mỗi năm mà tăng giá đó. Thì cái mấy ông làm công ty điện cả nước có thể mấy ông nói là bị lỗ, mỗi năm lỗ bao nhiêu. Thì giờ cũng có tin như thế này: điện mặt trời chưa thể đưa vào quy hoạch điện 8 vì chưa biết dự án nào sai phạm. Ủa, mấy ông cấp phép cho người ta để người ta mới xây dựng những cái dự án đó, người ta làm những cái dự án đó phải không? Người ta làm xong, người ta bỏ vốn, người ta đầu tư, người ta làm xong. Bây giờ cũng phát ra điện rồi, bây giờ muốn hòa nhập cái mạng lưới điện để bán điện cho nhà nước đó, mà điện mặt trời, tức là bảo đảm nó rất là thích hợp cho môi trường, mà cả thế giới người ta chú ý đến nhiều cái chuyện này, cả thế giới người ta đã quan tâm đến cái chuyện này. Chỉ có Việt Nam là bây giờ làm xong hết rồi, chỉ có hòa nhập mà không cho hòa nhập. Lý do là chưa biết dự án nào sai phạm. Chính nhắm, nếu mà mình là cái người thực sự chính phủ mà mình nâng đỡ cho người ta đó, người ta làm có điều gì chưa đúng thì mình nhắc nhở người ta, mình cố vấn cho người ta. Có điện thì cứ sai, sai phạm, có điện cứ sai đi. Rồi bây giờ mấy ông nói là bây giờ chưa biết cái giá như thế nào thì cho nó thống nhất với nhau bây giờ. Lý do là tại vì thưa quý vị, cũng có một cái điều là bây giờ thiếu điện thì cứ đâu mua điện Trung Quốc đấy, mua điện Lào, mấy thằng Lào mấy thằng Trung Quốc mấy thằng nó bị điều anh ạ. Mình mua đồ của nó biết lại quả. Đương nhiên rồi. Còn cái này nhiều khi cũng lấy đường mặt trời chẳng lẽ xin ông trời à? Ông trời cho tôi lại quả. Và đa số những công ty mà họ bỏ tiền ra đầu tư ở Việt Nam, lấy công ty ngoại quốc ở bên Âu Châu này kia, bên Mỹ họ về, thì họ mấy cái đó nó hình như nó luật pháp bên Mỹ này dứt khoát là nó không cho những công ty của nó làm ăn nước ngoài mà hối lộ cho các viên chức của ngoại quốc đi tù là chuyện bình thường, cho nên không ai dám làm chuyện đó cả. Nhưng mà còn ở bên Trung Quốc ở bên Lào ấy, cái luật nó không có bình thường làm ăn quen với nhau rồi cho nên là mình mua mấy cái đó nó tiện hơn. Tại suốt đời suốt lúc nào cũng tha là thiếu điện, bây giờ có điện sẵn sàng cho nó, sẵn sàng hết rồi, hòa nhập vào mạng lưới, không mua nó là còn sai phạm, bây giờ mới hết sai phạm. Thì bây giờ anh cứ thử tưởng tượng như bây giờ mình đang thiếu lương thực thực phẩm, mình đang đói. Bây giờ người ta trồng ra được khoai củ rồi, người ta lúa má rồi, để sang có thể là mang ra cho người. Không được giữ đó, bởi vì đang tìm sai phạm. Để cho nó hư luôn. Kinh hoàng. Thưa quý vị, chúng tôi nói thì có lẽ quý vị có sẽ có một số người bảo là chúng tôi có cái phân biệt vùng miền. Thực sự ra đó, chúng tôi rất là yêu thích những cái văn hóa của miền Bắc. Hoàng Tuấn vẫn thường xem hát chèo nè. Hoàng Tuấn vẫn thường xem là mấy cái rất là mê những cái người mà hát chầu vang đó anh. Và hát theo kiểu ngẫu hứng đó. Người ta đánh cái đàn để dân tộc nó hát rất là hay, và chúng tôi vẫn thường xem những cái vở kịch, những cái tiểu phẩm của miền Bắc. Chúng tôi rất là thích những cái câu chuyện người miền Bắc, chúng tôi không phân biệt gì cả. Đối với cái tâm tình của người Việt Nam thì Nam Trung Bắc mỗi miền nó đều có những cái điểm hay, đều có những cái nét văn hóa đẹp của văn hóa. Nhưng mà chúng tôi chỉ có bất mãn một điều là như thế này, là khi miền Bắc vô miền Nam đó, thì cái người cộng sản đó nó đã phá hoại cái văn hóa của cả đất nước. Cái những nét đẹp của người miền Bắc, cái khôn ngoan, cái tinh tế người miền Bắc đó, nó bị cái văn hóa của cộng sản nó biến thành gian manh, xảo trá, lừa lọc. Khi đã vô miền Nam, một vùng đất trù phú, và bây giờ thưa quý vị, bây giờ ngay cả những người miền Bắc đó, làm gì cũng chạy vô miền Nam để kiếm sống, đúng không? Mà quý vị thấy cả một cái vùng đất miền Nam trù phú như thế mà nửa thế kỷ không làm được cái tích sự gì cả,
Bây giờ thể mà mưa xuống một cái là đường xá nó ngập tùm lum. Thưa quý vị, ở đất nước gì mà cao nguyên mà nó cũng ngập nữa. Là như thế nào? Cho nên nó làm việc nó không có một cái tâm tính gì cả. Và tất cả theo cái văn hóa cộng sản đó là nó chỉ biết bỏ túi thôi. Cho nên chúng tôi nói để quý vị thông cảm, có một số người, người ta rất là dị ứng với tất cả những gì thuộc về miền Bắc. Là bởi vì phải thông cảm là năm 75, vì những cái tiếng nói đó, những hình ảnh đó nó vô, nó bắt giết cha giết mẹ người ta, lấy tài sản tịch thu nhà cửa của người ta, cho nên người ta bị cái phản ứng đó. Đối với tôi, chúng tôi không, chúng tôi vẫn thích những cái văn hóa. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói một điều là cộng sản xuất phát từ miền Bắc đó, nhưng bây giờ vô tới miền Nam chả làm được tích sự gì cả, chỉ phá hại đất nước thôi. Cảm ơn sự thời gian của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.